Cảm ơn các chị quay trở lại với kênh YouTube của Điện Mã Hà. Và cảm ơn các chị đã đăng ký kênh, theo dõi kênh và cũng như đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của Điện Mã Hà. Video hôm nay Điện Mã Hà sẽ giới thiệu với chị một sản phẩm, đó chính là một bộ khuôn ép động. Bộ khuôn này thì được Điện Mã Hà thiết kế và sản xuất bằng loại chất liệu inox cao cấp các chị nhá. Tất cả bên em làm inox này tốt hết, không làm inox loại kém chất lượng. Tổng chiều dài của bộ khuôn này là 1m3 và bộ khuôn riêng lọt lòng khuôn là 1m1 các chị nhá. Chiều rộng bên trong của khuôn là 4 phân, hay nhiều người gọi là 40mm hay là 4cm. Tổng chiều dài là 1m1 về chiều dài của cây đậu ấy, sau khi người ta dỡ ra. Xem sơ qua về cái cấu tạo của cái bộ khuôn này. Khuôn này thiết kế là trên được thiết kế là có hai khuôn này, có ép này, có cần đè này, rồi có khuôn này thì tháo rời này, rồi có hệ thống lò xo để kéo này, và nó chân của chiếc bộ khuôn ép động này, hệ thống chân này thì là được thiết kế là khung hộp như hộp 2525, rồi dưới này thì có một cái máng thu nước, máng thu cái nước đựng đậu sau khi mà chúng ta ép thì nó sẽ cái nước đậu sẽ rơi xuống dưới, sẽ tách ra và rơi xuống dưới và sẽ có một thu về một góc bên phải này, và có một cái ống để chúng ta dùng những cái xô chậu hoặc là dùng những cái vòi chúng ta hứng vào đó để chúng ta thu lại cái nước đậu này. Chúng ta có thể dùng vào một số cái khăn nữa. Như em có thể nói từ đầu ấy, đây, thao tác của nó thì rất đơn giản chị nhá. Một người phụ nữ có thể làm việc rất bình thường, rất nhẹ nhàng. Nhưng mà về thao tác thực hành thì rất đơn giản, chúng ta gài vào đây. Rồi khi chúng ta dùng chân chúng ta cho cái ốc đậu vào trong cái bộ khuôn có vải nó, và sau đó chúng ta cho bộ khuôn đè xuống, sau đó chúng ta dùng chân chúng ta gài vào đây, thì sau tầm một vài phút thì khuôn đậu sẽ tự ép xuống và nó sẽ tạo cái đậu hình hài rất nhất định, và nó sẽ tạo một cây đậu hoàn thiện sau một thời gian ngắn để ép. Như một bộ này bên em đang bán mức giá là trên 8 triệu đồng, giá chỉ bằng một tỷ ship các chị nhá, tùy từng tỉnh, có tỉnh là 200 ngàn, 300 ngàn, có tỉnh lên tới 400 ngàn, thì kích thước nó rất là lớn, như thế mà chi phí vận chuyển rất cao. Các anh chị quan tâm sản phẩm vui lòng liên hệ số hotline trên màn hình để được Mã Hà tư vấn và hỗ trợ cho quý chị, cũng như là gửi thông tin video hình ảnh cho quý chị để chị tham khảo lựa chọn sản phẩm tốt nhất phù hợp với cái mô hình và cái yêu cầu của anh chị. Các anh chị đã đăng ký kênh của Mã Hà, cảm ơn anh chị.